Chào mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em giùm nha. Nè, số điện thoại 0334 830 843. Rồi, mình cập nhật mấy món hàng của mình bán hay chưa dưới cái tiêu đề của video. Mọi người bấm vô để xem nha. Rồi liên hệ cho nó tiện. Mình theo dõi kênh của mình thì bấm vô đăng ký kênh để nó cập nhật về mấy cái video mới khi mà mình đăng lên ha. Rồi hôm nay là cái video 85. Em giới thiệu mấy cái món đồ này. Đầu tiên là cái chuyển gốc. Cái chuyển lắc léo ha. Đầu chuyển nó chuyển được từ vít. Chuyển được từ đầu vít 6.5, 6.3 nha mọi người. Đây đầu vít gắn máy bắn vít á. Đầu không dụng lục giác gắn 6.35 á. Gài cái mũi vít vô đây ha. Mọi người xài móng vít thì nó sẽ có cái đầu mũi vít. Đó mọi người gài vô đây. Rồi chuyển ra cái máy. Chuyển ra cái đầu 1/2. Đây là đầu 1/2. Ra tẩu, gắn tẩu vô mình mở ốc ha. Đó, nó là lắc léo luôn. Nó nghiêng được nhiều góc nè. Cái đầu này của thằng MKK của Nhật sản xuất nha mọi người đây. Rồi kích thước nó là 9 cm. Đầu này là 1/2. 1/2 inch ha. Đây còn rất là đẹp, đầu còn sáng. Hàng Nhật thì rất là chắc nha mọi người, khỏi sợ nó gãy ha. Rồi cái đầu chuyển này có mã là 8501 nha, giá bán 250.000. Tiếp theo là một cây kéo, đây cây kéo của Nhật, cây kéo tỉa. Đây nó có mộc của Nhật nè, này cái chốt bằng đồng luôn ha, ốc đồng. Cây này thì nó chưa có sử dụng nhiều mà nó bị dính miếng nước nè nên nó ố vậy nha mọi người. Dính nước nó ố chứ lưỡi nó thì còn nguyên nước gam còn luôn, là gam xanh đen luôn đó, rất là đẹp. Đây cắt thử miếng giấy nha mọi người đó. Rất ngọt luôn. Đây có mộc rất là đẹp luôn, mộc hai bên luôn nha mọi người. Đây. Mộc nó hai bên luôn nè. Rồi cái kéo này có kích thước là 21.5 cm ha. Phần lưỡi nó là 8 cm. Rồi kéo này có mã là 8502 ha, giá bán 300.000. Tiếp theo em về một cái cọng dây âm thanh của Nhật ha. Đây là cọng dây 3.5, mình xài cho cái điện thoại ha, xài âm thanh thường cái gắt điện thoại 3.5 á, ra cái loa ha cũng được. Đây hai đầu 3.5. Dây này nó dài có 1,5 m mọi người. Dây dài 1,5 m. Dây hai đầu 3.5 mới chưa sử dụng luôn. Dài 1,5 m.
Dây này có mã là 8503 ha. Giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo một cây hước AK gốc 45 của Nhật ha. Đây. Cái hàng này, cái hước này nó có khắc con rồng lên rất đẹp. Đây con rồng nè. Nguyên một con rồng luôn mọi người. Đó. Nguyên một con rồng khắc chìm trong đây luôn. Đây kích thước của nó nè. Cái đế này rất là dày. Cái đế này nó dày tới 8mm ha. Đây độ rộng nó là 16. Rồi cây thước là có mã là 8504 ha, giá 150 ngàn. Tiếp theo là cái bộ đánh số. Đây đánh số nè. Số từ 0 đến 9 ha. 0 đến 9. Này dấu trừ nữa. Này là dấu tiền yên của Nhật ha. Giá tiền này dấu phẩy. Đó. Dấu nhân ha. Sử dụng rất là ok luôn mọi người. Kẹp giấy vô đánh rất là ok. Mọi người sử dụng thì bôi mực lên nó mới thấy ha. Bôi mực vô đây nè. Bôi mực vô cái bánh xe nè. Đó. Cái này nó bằng nhôm đúc nguyên cái thân ha. Dưới này bằng sắt. Còn rất là mới luôn. Đây của Nhật nè. Thương hiệu nó là Nippo. Rất là đẹp. Mọi người sử dụng decor cũng được. Decor trang trí ha. Trang trí trên bàn làm việc cũng rất là đẹp. Rồi cái đóng số này có mã là 8505 ha, giá 450 ngàn. Tiếp theo một cây mỏ hàng, về cái mỏ hàng điện 100V mọi người, mỏ hàng Wood nè. Công suất nó là 38W. Đây. Mỏ hàng này nóng rất là nhanh mọi người. Đây, nó xài cái chở này nè. Nên nó nóng lên rất là nhanh. Cây này 38W nhưng mà mũi nó rất là to luôn nè. Mũi này to nha. Đó. 38W. Rất là nhanh nóng. So với mỏ hàng bình thường quát cao hơn thì nó rất là nhanh nóng. Này kích thước của nó nè. Và trên sợi dây thì nó có công tắc luôn. Đây là on nè. Up. Tiếng Nhật luôn mà. Công tắc zin của Nhật. Đó. Công tắc National. Rồi cái mẫu hàng này có mã là 8506 nha. Giá 250 ngàn. Tiếp theo cũng là một cây mỏ hàng. Cái mỏ hàng này công suất nó tầm 200W nữa. Công suất 200W. Này nó không có cái tem. Nhưng mà nó bị rớt cái tem rồi. Công suất nó là 200W. Nhưng mà nó là dạng mỏ hàng lớn. Cái mỏ hàng này thì nó nóng rất là chậm. Nó lên nóng chậm. Cái dòng, mấy dòng bự này thì nó lên nóng chậm. Nhưng mà nó nguội cũng rất là chậm luôn. Nó nóng lên rồi thì nó rất là nóng mà nó nguội chậm. Đó. Cái đặc điểm của nó là vậy. Rất to nặng luôn, cục chì, ô cục hàng, cục đồng nó nè. Cục đồng nó gần 2 phân luôn mọi người. Này kích thước nó là 36 cm. Đường kính của cái này, cái thân này là tới gần 40 luôn. Cái thân dây mai so nó ở trong đây nè. Tầm nóng á.
Rồi cái mỏ hàng này có mã 8507 nha, giá bán chỉ 500 ngàn. Tiếp theo là về một cái cạp xéo, về được một cái cặp xéo mọi người. Cặp xéo của Nhật thủ công nè, hàng thép đúc. Đây mộc của nó. Cái tán nó là chưa có mài. Hàng này thì em không có mài, không có sửa gì mọi người. Nó về sau bán vậy ha. Đây nó còn như vậy nè. Lưỡi nó như vậy nè. Về thì cái lưỡi nó như vậy. Đó mọi người xem kỹ giùm ha. Không quay chi tiết lên lưỡi luôn á. Chung là lưỡi nó không có mẻ. Đó nó chưa có mẻ, lưỡi nó nguyên vậy đó. Đó. Nè. Cái này thì nó cũng không có gơ. Không có gơ gì nhiều ha. Đó. Đây là kích thước của nó 22 cm luôn. Rồi cái cặp xéo này có mã là 8508 ha. Giá bán là 600 ngàn. Rồi tiếp theo là bốn cái bánh xe mọi người. Bốn cái bánh xe của hàng Nhật nè. Thương hiệu nó là SK. Hàng này sản xuất cho Nhật ha. Đây mỗi bộ bốn bánh là nó sẽ có hai cái bánh có cái khóa này mọi người. Đây khóa nè. Và hai bánh không có khóa, hai bánh trơn nha. Đó. Và bộ bốn bánh. Khóa này mình khóa lại là nó khóa cái bánh nè, và khóa cái quay trên đây luôn. Cái cốt quay trên luôn. Ở đây cái bánh mình thì nó có một bạc đạn, hai bạc đạn, ba cái bạc đạn. Rất là chắc chắn. Bánh này nó chịu tải, bốn bánh này chịu tải được cỡ 200 kg mọi người. Đây thép nó rất dày luôn nè. Thép này rất là dày. Con ốc nó cũng xài rất là chất lượng nè. Đó. Hàng này thị trường Nhật thì chất lượng nó khỏi bảo đảm luôn mọi người. Rồi bạc đạn nè. Phim ru. Mấy loại em bán là nó chưa sử dụng không nha mọi người. Mấy loại này chưa sử dụng. Hàng mới chưa sử dụng ha. Đây kích thước của nó nè. Chiều cao của cái hàng này là 10 phân rưỡi nha mọi người. Đây nó 10 phân rưỡi ha. Chiều cao từ dưới đất lên cái đế bánh nè. Rồi đường kính cái bánh này là 75 mọi người. 75. 7 phân rưỡi á. Rồi cái mặt bánh nó là 3 phân rưỡi ha. Cũng khoảng 3 phân 3. Đây, cái đường kính bề ngang cái bánh. Rồi đây em đo mấy con ốc luôn cho mọi người coi nè ha. Đó mấy lỗ ốc đó. Rồi. Cái bộ bánh xe này. Rồi bộ bánh xe này có mã là 8509 nha, giá 450 ngàn một bộ. Rồi tiếp theo cũng là bộ bánh xe nhưng mà bộ đây là bộ nhỏ mọi người. Đây về cái bộ này bộ nhỏ, có bộ lớn bộ nhỏ ha, bộ này nhỏ cũng là hàng xuất Nhật ha. Đây hàng thị trường Nhật, hàng thương hiệu SK. Ốc nó xài rất là chất. Đây ốc của nó. Bạc đạn đầy đủ luôn, 1, 2, 3 cái bạc đạn luôn. Bánh nhỏ nhưng mà 3 cái bạc đạn luôn. Đó. Đây cũng là khóa bánh. Đó. Khóa bánh lại thì khóa bánh với khóa cái cốt luôn. Rồi kích thước của cái bánh này là chiều cao nó là 7
tầm 7 cm ha. Đường kính của cái bánh này là 445. Đây kích thước cái lỗ ốc nè. Đó, cái bánh này chịu tải khoảng dư sức 100 kg ha. Cỡ 150 kg cũng được. Bánh này chịu tải cho 100 kg ha. Sử dụng ok ha. Rồi bộ bánh này có mã là 8510 ha, giá 250.000 một bộ 4 cái. Rồi em kết thúc cái video đây. Cảm ơn mọi người.